Trong cuộc xung đột với CEO Min Hee Jin, HYBE đã nộp đơn lên tòa án buộc tội Min Hee Jin vi phạm lòng tin, tiết lộ bí mật thương mại của idol ra bên ngoài. Tuy nhiên, sự thật đã được phơi bày sau phán quyết của tòa án. Theo đó, trong quá trình đàm phán hợp đồng mới cho Lee Seraphim với một thương hiệu xa xỉ quốc tế, Louis Vuitton vốn đã có hợp đồng với New Jin Hyun đã nảy sinh xung đột lợi ích. Bộ phận kinh doanh thương hiệu của HYBE đã nói dối cả idol và nhãn hàng để lấy được hợp đồng. Khi idol phát hiện và liên hệ với thương hiệu để cố gắng kiểm tra tính xác thực của hợp đồng, HYBE đã cáo buộc đó là hành vi rò rỉ tài liệu nội bộ quan trọng và bắt họ giữ im lặng. Sau đó, khi idol khiếu nại lên HYBE, tập đoàn cuối cùng phải thừa nhận lỗi sai và đền bù cho idol 3 tháng tiền hoa hồng. Khi New Jin được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu Louis Vuitton vào tháng 12 năm 2022, chỉ sau 4 tháng ra mắt, Hyun Kế là đại sứ trẻ tuổi nhất của Louis Vuitton. Đến tháng 10 năm 2023, nhóm Lee Seraphim gồm 5 thành viên Sakura, Kim Chae-won, Hu Jun-jin, Kajiha và Homon Che cũng được tuyên bố trở thành đại sứ Louis Vuitton. Nhưng qua phán quyết của tòa án có thể thấy, Lee Seraphim có được danh phận đại sứ vì nhóm là tệp đính kèm trong hợp đồng đại sứ giữa Hyun, New Jin và Louis Vuitton. Công chúng Hàn Quốc phản ứng gay gắt việc HYBE lừa dối idol và cả thương hiệu xa xỉ để có được hợp đồng đại sứ cho Lee Seraphim. Hiện tại, hình ảnh Lee Seraphim đang tổn hại nghiêm trọng do hàng loạt tranh cãi xảy ra thời gian gần đây. Nhóm bị chính khán giả trong nước quay lưng vì trình diễn yếu kém tại lễ hội âm nhạc Coachella 2024. Sau đó, Lee Seraphim liên tục vướng nghi vấn đạo nhạc cũng như ồn ào về phát ngôn của các thành viên. Về phía New Jin, nhóm cũng đang phải chịu nhiều điều tiếng vì mẹ đẻ và HYBE. Trong đó, lượng tiêu thụ album đầu tiên của nhóm, lượng bán album trong tuần đầu tiên sau khi phát hành, sau đây tính theo Hunter chart đã giảm một nửa so với album trước đó. Có một số dự đoán rằng lần này album sẽ thành công trong việc đạt được triệu người bán chỉ dựa trên doanh số bán hàng ban đầu, nhưng kết quả là doanh số bán hàng giảm đáng kể. Những gì Idaly xác nhận với Hunter chart vào ngày 4 tháng 6, doanh số ban đầu của đĩa đơn House Sweet do New Jin phát hành vào ngày 24 tháng 5 là 884.717 bản. Đây là mức giảm khoảng 46,3% so với doanh số ban đầu là 1.650.181 bản của mini album trước đó Get Up phát hành vào tháng 7 năm ngoái. House Sweet là đĩa đơn bao gồm các bài hát mới House Sweet và Bubblegum cũng như các phiên bản nhạc cũ của hai bài hát. Vì đĩa đơn này được phát hành trong bối cảnh tranh chấp quản lý giữa giám đốc điều hành idol Min Hee Jin của công ty New Jin và HYBE nên sự quan tâm đến hiệu suất của nó thậm chí còn cao hơn cả trong và ngoài ngành. House Sweet đã bán được hơn 810.000 bản trong ngày đầu tiên phát hành. Tuy nhiên, doanh số bán hàng hàng ngày giảm mạnh kể từ ngày thứ hai, chỉ bán được thêm khoảng 70.000 bản trong khoảng thời gian đếm ban đầu còn lại. Doanh số tích lũy tính đến ngày thứ ba là 891.179 bản. Việc doanh số ban đầu của album mới của New Jin chỉ là 880.000 bản nên một số chuyên gia lo ngại rằng sự sụp đổ của fandom do tranh chấp quản lý kéo dài có thể góp phần khiến doanh số bán album sụt giảm. Một quan chức trong ngành âm nhạc cho biết cuộc tranh chấp nội bộ HYBE trở thành một cuộc đấu tranh lầy lội có thể đã làm suy yếu sự đoàn kết của fandom, nhưng do thị trường âm nhạc đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp nên rất khó xác định nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm trong việc bán hàng. Ông nói thêm, chúng ta cần theo dõi xu hướng bán hàng tích lũy chặt chẽ hơn.